Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Tin vui cho nhân loại Lô thuốc đầu tiên chữa khỏi bệnh trị vi 19 đã được cấp phép và đã được xuất xưởng tại Mỹ Nước Mỹ thí nghiệm thành công vaccine COVID-19 trên người Modern, một công ty sinh học có trụ sở tại Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ đã biết cho biết đã sản xuất được những lô vaccine COVID-19 đầu tiên Loại vaccine này được tạo ra chỉ trong vòng 42 ngày sau khi các nhà nghiên cứu Trung Quốc công bố trình tự gen của virus COVID-19 còn được gọi là SARS-CoV-2. Theo đó, các loại vaccine đầu tiên sẽ được gửi đến Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia NIAID và một phần sẽ được chuyển đến Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ NIS để sẵn sàng bán ra thị trường vào đầu tháng 4 năm 2020 tới đây. Một công ty sinh học của Mỹ đã sản xuất được lô vaccine 19 đầu tiên, COVID-19 đầu tiên sẽ được tiến hành bán ra trong vài tuần tới. Vaccine COVID-19 của hãng Modern được phát triển trong thời gian kỷ lục bởi nó dựa trên một phương pháp di truyền tương đối mới không đòi hỏi phải nuôi cấy một lượng lớn virus. Thay vào đó, vaccine được tạo ra từ mRNA, một vật liệu di truyền từ DNA có khả năng tạo ra protein. Modern đã đưa ra các vaccine mới những mRNA được thiết kế để tạo ra protein của chủng virus corona mới sau khi vaccine được tiêm vào cơ thể các tế bào miễn dịch có thể tự nhận diện và tiêu diệt virus. mRNA giống như một phần mềm trong công nghệ sinh học, vì vậy việc điều chế vaccine của chúng tôi thực sự giống như viết khót cho một chương trình phần mềm cho cơ thể, từ đó tạo ra các protein có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch. Tiến sĩ Stefan Hobbs, Chủ tịch một Modern nói với tạp chí Time. Điều đó có nghĩa là vaccine này có thể được nhân rộng nhanh chóng tiết kiệm thời gian trước một dịch bệnh mới như COVID-19 đang lan rộng và giết chết hàng ngàn người trên thế giới. Vị chủ tịch hãng công nghệ sinh học cho biết thêm. Các nhà khoa học của NIH cũng đang thử nghiệm loại thuốc chống virus COVID-19 có tên là Remdesivir, một người bệnh đã nhiễm COVID-19 thuốc được phát triển dựa trên loại thuốc điều trị của bệnh Ebola. RDCV được kết quả cho kết quả đáng khích lệ trong những lần thử nghiệm trên động vật với hai loại virus cùng họ SARS và MERS thuốc cho thấy một số hiệu quả trong việc giữ nồng độ SARS-CoV-2 trong máu không tăng lên, có thể giúp cho ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đây là lần đầu tiên một loại thuốc chống virus corona chủng mới được sản xuất và bán ra. Dưới sự kiểm soát của một nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế Nepsca, bệnh nhân tình nguyện tham gia nghiên cứu đột phá này là một khách, một hành khách trên tàu Blinic Diamond được đưa trở lại Mỹ sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. Những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã nhập viện cũng sẽ tham gia quá trình thử nghiệm này. Người tình nguyện sẽ được chỉ định ngẫu nhiên để nhận thuốc hoặc được tiêm tĩnh mạch trong 10 ngày. Họ sẽ có được xét nghiệm máu lấy dịch tiết mũi họng trong 2 ngày để theo dõi lượng virus trong cơ thể. Theo tờ The Guardian, đến nay đã có khoảng 35 công ty đã tổ và tổ chức trên thế giới. Y tế trên thế giới đang chạy đua với thời gian để tạo ra các loại vaccine chống lại COVID-19 và ít nhất có 4 tổ chức trong số đó đã chế tạo thành công đang tiến hành thử nghiệm trên động vật. Tốc độ chưa từng có này được giải thích là nhờ vào phần lớn những nỗ lực ban đầu của Trung Quốc trong việc giải mã gen virus SARS-CoV-2. Trung Quốc đã chia sẻ, công khai kết quả nghiên cứu này vào đầu tháng 1 năm 2020 cho phép các nhóm nghiên cứu trên thế giới phát triển virus sống và tìm hiểu cơ chế virus xâm nhập vào tế bào người và gây nhiễm. Dịch COVID-19 bùng phát lần đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12 năm 2019, đến nay đã lan rộng tới hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến cho 162.558 người nhiễm và cướp đi sinh mạng của 6.069 người trên toàn thế giới. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phải chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu và kêu gọi chính phủ các nước chung tay đẩy lùi đại dịch này. Ông vua thực sự của Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ECV là ai? Ở Việt Nam có một doanh nghiệp nhà nước độc quyền tới 21 cảng hàng không, một năm doanh thu 16.000 tỷ nhưng lãi tới 8.000 tỷ đồng, tức là làm ra hai đồng sẽ lãi một đồng, một mức siêu lãi mà kể cả buôn ma túy cũng không bằng. Độc quyền cả hàng không từ dịch vụ cất hạ cánh chỗ đậu máy bay, thang máy hay đến bát mì, chai nước với giá cắt cổ nhưng chất lượng phục vụ thì cực kỳ tồi tàn. Đó là tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ECV, một tập đoàn kinh tế nửa nạc nửa mỡ, mang tiếng là tập đoàn của nhà nước sở hữu một lượng tiền khủng khiếp, lại được độc quyền một mình một ngựa chiếm đoạt toàn bộ các sân bay lớn nhỏ trên khắp cả nước, nhưng lại cấu kết với tập đoàn tư nhân để trục lợi, biến tài sản nhà nước, tài sản nhân dân kể cả an nguy, an ninh quốc gia thành của riêng. Tiền thì cứ thu vào nhưng đường băng sân bay và cơ sở hạ tầng sân bay trên khắp cả nước cứ liên tục xuống cấp đáng báo động. Câu hỏi được đặt ra là tiền đã đi đâu và thế lực nào đứng sau cùng lãnh đạo của ACV làm những việc này? Đó chính là bố già mafia kinh tế Jonathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG, thường được biết đến với cái tên ông vua hàng hiệu Việt Nam, bố chồng của Tăng Thanh Hà. Trong khi ACV độc quyền các cảng hàng không thì Jonathan Hạnh Nguyễn cũng độc chiếm toàn bộ hệ thống bán hàng và dịch vụ hàng không ở các sân bay lớn nhỏ, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất, ngay sau khi công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất SASCO cổ phần hóa thì Jonathan Hạnh Nguyễn cấu kết với các giới lãnh đạo tập đoàn mẹ của SASCO là ACV đã bưng bít thông tin để cho Jonathan Hạnh Nguyễn chiếm đoạt cổ phần và biến cổ đông chiến lược. Đổi lại lãnh đạo của ACV cũng nhét vô vàn con cháu, người thân chiếm giữ các chức danh quản lý ở SASCO. Đây là một cú bắt tay ngầm dưới gầm bàn đầy bẩn thỉu cho thấy những sự lũng đoạn của Jonathan Hạnh Nguyễn trong lĩnh vực kinh doanh hàng không là ghê gớm như thế nào. Vậy Jonathan Hạnh Nguyễn đã dùng thủ đoạn nào để thâu tóm Sasco mỏ vàng lộ thiền của tập đoàn ACV? Năm 2014 khi Sasco tiến hành cổ phần hóa nếu cạnh tranh công bằng công khai thì có hàng chục doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để sở hữu cổ phần. Thế nhưng Jonathan Hạnh Nguyễn đã mà mảnh lợi dụng sự tiếp tay của quan chức Bộ Giao thông Vận tải thời kỳ đó cùng sức ép của một vị quan lớn khiến cho chỉ một mình Jonathan Hạnh Nguyễn và tập đoàn IPPG được mua toàn bộ cổ phần bán ra với mức rẻ mạt 310 tỷ đồng cho hơn 23% cổ phần. Ngay sau đó một năm các ông lớn của Bộ Giao thông Vận tải lại tiếp tục cho phép Jonathan Hạnh Nguyễn mua thêm toàn bộ cổ phần Sasco sau khi ACV tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn. Đến tháng 4 năm 2017, Jonathan Hạnh Nguyễn đã chiếm đoạt tổng cộng 45,44% cổ phần và leo lên làm chủ tịch hội đồng quản trị Sasco. Đang nói là vợ y Lê Hồng Thủy Tiên cũng có một chân trong hội đồng quản trị, mặc sức mà chi phối con gà đẻ trứng vàng này. Đầu năm 2019, Đỗ Hữu Nghĩa, một người nhà của Zolatan Hạnh Nguyễn đã được Zolatan hậu thuẫn để tiếp tục mua thêm cổ phần của Sasco từ các cổ đông khác. Như vậy với ba công ty gia đình IPPG, DAFC, ACFC cùng ba cá nhân trong gia đình Zolatan Hạnh Nguyễn, Lê Hồng Thủy, Tiên, Đỗ Hữu Nghĩa Jonathan Hạnh Nguyễn đã chiếm 47,04% giá trị của Sasco chỉ cần đợi ACV tiếp tục thoái vốn thì con gà đẻ trứng Sasco chính thức lọt vào tay chùm mafia. Jonathan Hạnh Nguyễn biến y trở thành ông vua của sân bay Tân Sơn Nhất. Sasco ngoài độc quyền kinh doanh hàng miễn thuế, dịch vụ phòng chờ, bán lẻ và ăn uống, dịch vụ quảng cáo và cả những dịch vụ quái đản ở sân bay Tân Sơn Nhất có giá trị kinh tế vô cùng lớn không thể đồng đếm được Ai từng đi máy bay thì sẽ biết một tô mì tôm ở sân bay Tân Nhất gấp 10 đến 20 lần giá trị thị trường như thế nào và chỉ cần nhân với con số hàng triệu lượt khách ghé qua đây mỗi ngày thì sẽ biết số tiền khủng khiếp ra sao. Chưa kể còn có cả cái cổng sân bay đặt BOT to tổ trạng thu tiền ngày đêm của hàng triệu lượt xe ra vào với lái xe vô cùng bức xúc. Chỉ vào đón khách không gửi xe cộ gì cũng bị cái BOT này thu phí. Đó là chưa kể Sasco còn sở hữu 20 dự án đất vàng màu mỡ nằm ở những vị trí chiến lược có giá trị thị trường rất lớn, rộng 7 triệu mét vuông khắp cả nước. Mà mới năm ngoái trong kết luận thanh tra tại ACV, thanh tra chính phủ đã chỉ đích danh hàng loạt sai phạm khủng khiếp trong hoạt động đầu tư bất động sản của Sasco. Khi đó, khi cố tình quên định giá đất vàng, quên không nộp thuế đất, quên luôn định giá một khu đất lớn tới 10.000 mét vuông tại Học Môn. Tuy nhiên mọi việc nhanh chóng đầu lại vào đấy sau khi dùng một đống tiền vào thế lực chính trị để bịt miệng. Jonathan Hạnh Nguyễn đã lên truyền thông chối đầy đẩy như một kẻ vô can, không hề có tội lỗi gì. Đã thế sau sân bay Tân Sơn Nhất thì Jonathan lại thêm âm mưu thâu tóm tiếp dự án nhà ga ở cảng hàng không Cam Ranh và hàng loạt các cảng hàng không khác. Mới đây nhất, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất Thủ tướng xem xét mua lại cổ phần của nhà nước đã bán tại ACV vì lý do an ninh quốc phòng. Một lý do rất trời ơi đất hỡi. Thế hòa dầu này, lâu nay ACV cùng với Zolotan Hạnh Nguyễn đã to gàn chiếm luôn cả an ninh quốc phòng của đất nước này hay sao? Đã thế bây giờ muốn mua lại cũng không dễ. Khi nhà nước phải bỏ ra 8.000 tỷ đồng cho 4,6% cổ phần mà các cổ đông trong đó có Zolotan Hạnh Nguyễn đang nắm giữ. Thế nhưng thời điểm cổ phần hóa năm 2015, số cổ phần nhà nước bán ra chỉ thu về có 1.400 tỷ đồng nghĩa là nhà nước đã bị lỗ cực nặng ngân sách quốc gia tiền của nhân dân cứ thế mà chảy vào túi bè lũ của solothan hạnh nguyễn cùng với nhóm lợi ích acv lợi dụng kẽ hở trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để thao túng giá cổ phiếu cố ý định giá sai móc nối ăn chia với nhóm lợi ích hòng chiếm đoạt tài sản nhà nước tài sản nhân dân bao gồm các quỹ đất đai khổng lồ cũng là cái cách mà vũ nhôm út trọng đình ngọc hệ phạm công danh trần phương Đình hay nhiều kẻ khác đã từng sử dụng để đút vào túi riêng làm thất thoát tài sản của nhà nước hàng chục ngàn tỷ đồng Thế nhưng ở đẳng cấp cao hơn của một ông trùm mafia kinh tế lão luyện, sự móc ngoặc giữa ACV và Zolotan Hạnh Nguyễn cùng với sự tiếp tay của quan chức đã biến nhóm lợi ích trở nên khổng lồ. Mạnh lên thành những bè lũ mafia từ bản đỏ, lũng đoạn nền kinh tế của đất nước, tước đoạt tài sản, tư liệu sản xuất và đời sống của nhân dân, để lại trên mảnh đất nghèo này biết bao nhiêu là tiếng oán than. Bà, Thổ, bà Hồ Thị Kim Thoa, chỉ vì nắm giữ 5,3% cổ phần của công ty Tết Diêu, bóng đèn phích nước dạng đông mà đã mất chức Thứ trưởng Bộ Công Thương so với những người lao động ở xí nghiệp bóng đèn Điện Quang thì phải bán giá trị Epsilon cổ phần của mình cho những người thu gom như bà Hồ Thị Kim Thoa thì sự mất chức của bà Hồ Thị Kim Thoa hoàn toàn không oan nhưng nếu so với hàng trăm con cá mập đang nuốt gọn cả trăm tỷ đô la tài sản của nhà nước trong quá trình cổ phần hóa thì tài sản và tội của bà Hồ Thị Kim Thoa chỉ là con muỗi. Chỉ ngay trong bộ công thương thì bóng đèn điện quang chả đáng bao nhiêu so với tài sản của Internet, nhưng Internet đã bị thâu tóm bởi những nhà tư bản cộng sản với giá mà chỉ vài miếng đất vàng trên bờ hồ Hoàng Hoàn Kiếm gần trung tâm với internet và đã hoàn toàn đã hoàn vốn và cả hàng trăm ví dụ lớn ở internet. Cổ phần hóa là bắt buộc nhưng cổ phần hóa phải đúng thời điểm để tài sản bán ra được đúng với giá trị thực của chúng. Để làm được điều này người đứng đầu cổ phần hóa của chính phủ phải sở hữu đủ ba tư chất: thông minh, vô tư bản lĩnh, thông minh để xác định đúng thời điểm cổ phần hóa, bán đúng giá cổ phần, vô tư để không bị mua chuộc và thiên vị, bản lĩnh để không bị các nhóm lợi ích đe dọa lôi kéo tiết thầy không có một người như thế trong chính phủ hiện nay vì thực tế không ai lên được nơi quyền cao chức trọng mà không nhờ nhóm lợi ích chính bởi thế quá trình cổ phần hóa hiện nay đang bị các nhóm lợi ích điều khiển chứ không chỉ thao túng tài sản sở hữu toàn dân đang hàng ngày hàng giờ biến thành sở hữu tư nhân của những nhà tư sản cộng cộng sản đỏ trong số những con cá mập nhai sống nuốt tươi tài sản sở hữu toàn dân có rô-là-than-hạnh-nguyễn người sở hữu 47,04% cổ phần của sasco công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ECV đã bán 23,3% cổ phần của sasco chỉ với giá 310 tỷ đồng Bộ Giao thông Vận tải gần đây đã đề nghị Chính phủ mua lại cổ phần của ECV đã bán ra vì lý do an ninh quốc gia được biết khi nhà nước cổ phần hóa ACV nhóm cổ đông có Jonathan Hạnh Nguyễn sở hữu 4,6% cổ phần vào năm 2015 chỉ trả cho nhà nước 1.400 tỷ đồng. Nhưng bây giờ muốn mua lại 4.4,6% cổ phần đó dự kiến nhà nước phải trả đến 8.000 tỷ đồng để thấy được sự lợi hại của các chiến dịch cổ phần hóa thần tốc. Việt Nam sẽ không có một Putin để thu lại tài sản của Khosski và Tống vào tù vì mục tiêu chính trị. Khodor đã mua cổ phần của công ty dầu khí Sabri trị giá nhiều tỷ đô la chỉ với 160 triệu đô la. Tương tự như thế, hàng trăm tỷ USD tài sản toàn dân tiếp tục bị cổ phần hóa mà nhà nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ không thu về được 20%. Con Virus Vũ Hán đã bóc trần bản chất chiếm đoạt sở hữu toàn bộ ở ACV qua chiến dịch cổ phần hóa thần tốc. Chính Jonathan Hạnh Nguyễn đã chi hàng trăm ngàn đô la để thuê máy bay chở riêng con gái bị nhiễm virus Vũ, Hán là bệnh nhân thứ 32 từ Anh Quốc trở về Việt Nam. Ngạo hệ nghệ hơn, máy bay riêng do Jonathan Hạnh Nguyễn thuê chở người nhiễm virus Vũ Hán đáp xuống sân bay thật nhất thành phố Hồ Chí Minh, dù rằng lệnh của chính phủ chỉ được đậu xuống 3 phi trường, đó là Vân Đồn, Phú Cát, Cần Thơ. Giá thuê chuyên cơ chở bệnh nhân thứ 32 được tiết lộ, nhưng nguồn tin của báo tuổi trẻ dự đoán khoảng 8,3 tỷ đồng tương đương với 360.000 đô la Mỹ. Trong khi hàng ngàn bệnh nhân nghèo khó tiếp cận được với những thiết bị y tế cần thiết và đang phải cận kề với cái chết khản cổ kêu gọi từ thiện cũng chỉ có vài mươi triệu đồng để sống sót thì cổ phần hóa của ACV đã giúp cho gia đình Jonathan Hạnh Nguyễn thản nhiên trì đến hơn 8 tỷ đồng để thuê chuyên cơ riêng chỉ vì không muốn để cho người anh chữa trị con virus Vũ Hán của con gái ông ta. Con virus Vũ Hán không ngờ lại là khắc tinh của cổ phần hóa. Virus Vũ Hán đã bắt hiện hình một phần quá trình cổ phần hóa ở ACV. Từ đó thêm một phần minh chứng rằng quá trình cổ phần hóa hiện nay đồng thời cũng là quá trình hình thành giai cấp tư sản, cộng sản. Và song song với quá trình mất tài sản bao gồm có cả đất đai của đại đa số người dân lao động. Viết những điều trên không phải chống lại cổ phần hóa mà phải biết cổ phần hóa cho đúng. Muốn cổ phần hóa đúng thì phải có một chính phủ khác hoàn toàn không bị khống chế bởi các nhóm lợi ích. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức xác định trị vi 19 là yếu tố tạo thêm một đại dịch đe dọa toàn cầu. Trong số này có cả Việt Nam. Tuy nhiên tại riêng tại Việt Nam nếu theo dõi trên hệ thống truyền thông chính thức và mạng xã hội có thể thấy ngoài Covid-19, Việt Nam đang bị đe dọa bởi nhiều loại virus khác, đó là lý do khiến cho việc phòng chống các loại virus tại Việt Nam trở thành phức tạp. Covid-19 là dịp cho thấy ý Đảng lòng dân không phải là một mà rất khác nhau. Giữa lúc cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam lẫn dân chúng Việt Nam đều căng thẳng vì có nhiều dấu hiệu cho thấy Covid-19 đang lan rộng số trường hợp bị nhiễm loại virus này hoặc nghi nhiễm nên phải có cách ly càng lúc càng cao. Tờ Công an Nhân dân đã phát hiện một loại virus mới và đặt tên là virus núp bóng dịch bệnh. Theo đó, thứ virus chưa được y giới đặt tên này nguy hiểm hơn COVID-19 vì chống phá đất nước, chống phá nhân dân. Tờ Công an Nhân dân dẫn sự kiện dân chúng Hà Nội hoảng loạn sau khi chính quyền thành phố Hà Nội tiết lộ danh tính địa chỉ người thứ 17 của Chị vi 19 ở Việt Nam như một trong những bằng chứng về sự nguy hại của virus núp bóng dịch bệnh khiến cho đồng bào hoảng loạn đổ ra đường mua sắm thực phẩm đem về nhà tích trữ. Chưa kể virus núp bóng dịch bệnh còn lợi dụng những thông tin liên quan đến người thứ 21 nhiễm trị vi 19 để thổi thành các vấn đề của tổ chức công kích Đảng và nhà nước. Dựa theo mô tả của tờ công an nhân dân thì rõ ràng là Việt Nam đang có một nghịch lý dân chúng rất sợ nhiễm COVID-19 nhưng lại chủ động tiếp cận và không những chủ động trong việc để cho chính mình lây nhiễm virus núp bóng dịch bệnh mà còn tích cực tán phát tán loại virus này tới mức tờ công an nhân dân phải cảnh báo về tốc độ lan truyền rất nhanh và qua mỗi người lại biến thể cắt xén thêm thắt nên tạo ra một sự hỗn độn khó kiểm soát. Đó là lý do thay vì phối hợp phòng chống COVID-19, lực lượng công an nhân dân phải bỏ mặt trận này dồn toàn lực để phòng chống virus, núp bóng dịch bệnh và đã xác định hàng ngàn cá nhân bị xác định là nguồn lây nhiễm để điều trị bằng phạt tiền, tống giam. Một nghịch lý khác là khi phát hiện tờ công an nhân dân được chia sẻ trên mạng xã hội, phát hiện này không những không được quần chúng tri ân mà còn bị họ chỉ trích thậm tệ. Vì công bố phát hiện này mà Công an Nhân dân bị một số người như Dân Hiệp, Nguyễn, Vì Lê chỉ trích rất nặng nề. Cũng có người như Nguyễn Thanh Nguyễn gọi phát hiện vừa kể là minh họa cho một nhận định mà nhà văn Nguyễn Khải nói dối mà không xấu hổ, không run sợ. Cùng thảo luận về phát hiện của tờ Công an Nhân dân Nguyễn Thế Trần, driver xếp hạng, xếp phát hiện vào nỗ lực giấu giếm và nực cười. Cần phải nói thêm là tại Việt Nam không chỉ có tờ Công an Nhân dân nghiên cứu cảnh báo về virus. Hồi trung tuần tháng 2, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng của Việt Nam từng công bố phát hiện về virus chỉ trệ, đáng buồn và nghiên cứu này không được y giới và công chúng ghi nhận. Nhiều Facebooker như Đinh Kim Phúc thừa lại với ông Nguyễn Xuân Phúc rằng virus chỉ trệ đã xuất hiện cách này 45 rồi và đến giờ vẫn chưa chết. Cũng có những người như Tuấn Anh Trần công khai bày tỏ sự nghi ngờ về nghiên cứu của ông Nguyễn Xuân Phúc, đầu tàu làm sao mà chỉ trễ được. Trước nữa vào khoảng trung tuần tháng riêng năm 2020 khi chủng virus mới gây dịch viêm phổi cấp đẩy thành Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc lên thành trung tâm của một thảm họa mới. Người dân Việt Nam đã khẳng định loại virus mà sau này được định danh là Covid-19 không gây nhiều tai họa cho nhân loại nói chung và người Việt nói riêng bằng xa virus, virus cộng sản hay đa virus, virus đảng cộng sản. Dẫu nhận định này không được tính kèm các chuyên gia y tế nhưng vẫn được rất nhiều người tán thành. Sự nguy hiểm của xa virus hay đa virus vẫn được đề cập đầy đó trên mạng xã hội song hành với những diễn biến về Covid-19 trên toàn thế giới và ở Việt Nam cho đến thượng tuần tháng này. Sau khi những thông tin liên quan đến người thứ 21 nhiễm trị vi 19 bị bạch hóa thì virus đỏ trở thành chủ đề chính trên mạng xã hội Việt ngữ. Chưa có nghiên cứu nào chứng minh về quan hệ giữa COSA virus, đa virus và virus đỏ, nhưng hàng triệu người khẳng định ba chủng này là một. Sau chuyến đi Ấn Độ và Anh với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, việc nhiễm COVID-19 của người thứ 21 Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, cựu Chủ tịch Viện Hà Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, thành viên cho tổ tư vấn của Thủ tướng vờ Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam về kinh tế đã phơi bày nhiều chi tiết khiến cho công chúng sững sờ về cả những đặc quyền mà ông thụ hưởng trong chuyến đi ngồi ghế hạng nhất ở khách sạn hạng nhất để thực hiện mục tiêu soạn thảo văn kiện cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam lẫn sinh hoạt cá nhân của ông. Tư gia là một tư dinh mang tới 3 số nhà ở khu vực giá nhà cửa đắt đỏ thuộc loại nhất nhì ở Hà Nội. Ăn uống ở những nhà hàng hạng nhất khi tiệc tùng thì mời ca sĩ giúp vui, rèn luyện thể lực và giải trí bằng những chỗ phí hội viên đến hơn 3 tỷ một năm. Giống như nhiều người sử dụng mạng xã hội, ông Phạm Đình Trọng đã đối chiếu đời sống thường dân với lối sống của ông Thuấn và cho rằng ông Thuấn chỉ là một sinh vật trong một đoàn sinh vật chỉ dành dòng chơi, hưởng lạc. Ông Trọng gọi đoàn sinh vật này là những con virus đỏ truyền chăm bắm những giá trị giả vừa khiến đạo đức luận bại, vừa khiến cho phá tán kinh tế, xã hội, khiến cho quốc gia kiệt quệ. Nhiều thân hữu của ông Trọng đã lên tiếng cảm ơn ông. Luận tội và cảm ơn cả sự xuất hiện của Covid-19 giống như phóng hỏa gây cháy nhà và làm lộ ra những mặt chuột. Có không ít Facebooker như Đức Việt Phạm nhận định, ông Thuấn là minh họa cho thực trạng đời sống quan chức. Tại sao y giới không xác nhận nhưng càng ngày càng có người tin rằng Khosa virus và Dacosa virus, virus đỏ, độc hại, dường như tâm tình của châu đoan và một lời giải đáp khi lý luận gạt bỏ thực tế nhấn mạnh bất kể thế nào thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải là tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện tuyệt đối để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Châu đoàn đề nghị Hãy lý luận sao cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long hết hạn hán, hết ngập mặn để không ai cảm thấy quặn thắt khi cây lúa đổ gục vì thiếu nước, Hãy lý luận sao cho dân oan đang ngày đêm vật vờ trước cổng các cơ quan công quyền lấy lại được đất ruộng để bao vạn dân thủ thiêm, vườn rau lục hưng, văn giang dương nội và nhiều nơi khác lấy lại được quyền chính, quyền lợi chính đáng của mình. Hãy lý luận sau đó để cho tài sản quốc gia không sơ xác bởi những vụ cổ phần hóa lưu manh khi vài thằng tư bản đỏ có thể nắm giữ được một tài sản khổng lồ tương đương với tài sản nhiều triệu người dân hãy lý luận sao cho các em gái không phải sang Singapore, Malaysia, Campuchia để bán trồn nuôi miệng, sao cho phụ nữ Việt Nam không phải lấy chồng tàn tật, ngớ ngẩn ở Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, cốt để có tiền cho cha mẹ xây nhà thoát nghèo. Hãy lý luận sao cho người dân không phải biến thành người hộp, tự đóng mình trong những container để tìm một công việc phi pháp ở Úc, Mỹ, Anh để có tiền gửi về nhà. Hãy lý luận sao cho tham dũng không thành quốc nạn ở đất nước này để cho bọn quan chức Đều mở mồm la ra là vì dân vì nước nhưng ăn đớp thì kinh hoàng Hãy lý luận sao cho bọn tàu khựa không chiếm giữ biển đảo của ta Có thể đàng hoàng khai thác dầu khí trong chính lãnh hại của mình mà không sợ chúng dọa dẫm đánh đuổi Hãy lý luận sao cho ngư dân ta ra biển không bị tàu lạ đâm chìm, Để cho mỗi khi chồng con đi đánh bắt cá Người vợ người mẹ ở nhà không còn thoát tim mong chờ Hãy lý luận sao cho không khí ở Việt Nam không bị ô nhiễm đến mức người dân phải cố nhịn thở với hy vọng cái chết sẽ đến chậm hơn một chút. Thay mặt những công dân và những công nhân, công nông dân đã tin tưởng vào cuộc cách mạng vô sản của các anh các chị, đã không tiếc xương máu để đi theo lý tưởng cao đẹp của các anh các chị, đã nghĩ rằng sau bom đạn, sau đạn lạc bom rơi, sau máu xương tơi bời là một tương lai tươi sáng khi giai cấp vô sản sẽ thành tầng lớp tiền phong trong xã hội. Trong một xã hội mà sự công bằng, công lý sẽ sáng tỏa khắp nơi. Châu Đoan nhấn mạnh sau chuyện nhiều chục năm mọi người đã mòn mỏi mà đời vẫn lầm than như đời ông bà cha mẹ. Chỉ có các anh các chị ở biệt thự trời gom quý tộc, tiệc tùng với những chỗ nhiều sao. Cứ lý luận theo đà này không biết đời con đời cháu có khá lên được không? Trong bài viết công bố phát hiện về virus núp bóng dịch bệnh tờ Công an Nhân dân lên án việc vơ đũa cả nắm và yêu cầu mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin, cổ suý lan truyền thông tin thất thiệt, tẩy chay các thông tin xấu độc để ngăn ngừa virus núp bóng dịch bệnh. Nhìn một cách tổng quát yêu cầu vừa kể thể hiện được thái độ khinh miệt đồng bào, một cơ quan ngôn luận dẫu có thuộc về ngành công an tồn tại và phát triển dựa trên các cơ sở lý luận từ những cá nhân như ông Thuấn đề ra thì cũng chẳng thể buộc toàn dân thực thi đáp ứng yêu cầu phòng chống Covid, núp bóng dịch bệnh, không được nhận diện Coxa virus, Dacosa virus và virus đỏ hay đề nghị như châu đoàn được. Dân chủ xã hội chủ nghĩa lẽ nào lại nghiệt ngã như thế với người dân và khoan hòa với những người như ông Nguyễn Quang Thuấn hay Nguyễn Trí Dũng. Ngày 11 tháng 3, nhiều người thấy trên Facebook của Bộ Kế hoạch và Đầu tư một tấm ảnh chụp công thự bề thế kèm theo thông báo hoa nở trong khuôn viên trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị chào đón Bộ trưởng và đoàn bộ đang ở chế độ cách ly vì dịch Covid-19 quay trở lại cơ quan làm việc vào ngày thứ hai. Bộ trưởng kế hoạch đầu tư là ông Nguyễn Trí Dũng, nhân vật còn là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người vừa dẫn tổ biên tập thuộc Tiểu ban Kinh tế Xã hội của Đại hội 13 đi công tác ở Ấn và Anh. Cùng ông Nguyễn Quang Thuấn, ông Dũng cũng ngồi ghế hạng nhất trên phi cơ từ Việt Nam sang Ấn, từ Ấn sang Anh và từ Anh trở về Việt Nam. Ở khách sạn năm sao như ông Thuấn thậm chí là người tổ chức tiệc tùng có ca sĩ giúp vui mà ông Thuấn từng hiện diện. Xét về vai vế, ông Dũng hơn hẳn ông Thuấn, Chẳng lẽ thua về kỹ năng hưởng lạc, ông chỉ may hơn ở chỗ là không nhiễm Covid-19? Chẳng lẽ nhờ may như thế mà ông có quyền tiếp tục cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt quốc gia dân tộc này trong mọi chuyện, kể cả chuyện chống từ Covid-19 đến virus Vũ Hán, núp bóng dịch bệnh buộc đồng chí đồng bào tiếp tục phải cầm như hến? xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm một nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn và đặc biệt hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi